Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết sáng ngày 16 tháng 1 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh khô lục địa nên là khu vực Bắc Bộ đang trong những ngày điển hình của mùa đông. Trời ít mây, độ ẩm không khí ở mức thấp, ban ngày chỉ ở khoảng là 55-70% nên cảm giác rất hanh khô, sáng sớm thì thường có sương mù nhẹ. Càng gần về trưa thì nhờ có bầu trời quang đãng nên là ánh nắng chiếu trực tiếp xuống bề mặt đất khiến cho sương mù tan nhanh và nền nhiệt độ thì sẽ tăng lên, thời tiết sẽ ấm áp hơn. Cao nhất ngày sẽ ở trong khoảng là 18-21 độ ở khu vực đồng bằng và mức nhiệt sẽ là từ 19-23 độ ở khu vực Tây Bắc. Khi mà đêm xuống thì do tầng mây mỏng nên là chế độ phát xạ nhiệt diễn ra mạnh mẽ, nhiệt độ mặt đất giảm mạnh và cảm giác rét buốt bao trùm. Nhiệt độ sẽ duy trì ở trong khoảng là từ 9-11 độ với các tỉnh trung du đồng bằng và mức nhiệt là 6-8 độ tại vùng núi. Một số nơi có địa hình núi cao thuộc các tỉnh như là Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang hay là tại Lạng Sơn thì mức nhiệt là 1-3 độ. Hiện tượng băng giá và sương muối tiếp tục được cảnh báo với bà con khu vực này. Xuôi xuống những thông tin tại khu vực Trung Bộ. Thưa quý vị, thời tiết từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ tương tự như các tỉnh thành ở phía Bắc. Trời khô ráo với biên độ nhiệt ngày đêm sẽ ở mức là 12-20 độ. Trời rét về đêm và sáng, tuy nhiên nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động thường nhật tại đây. Khác với những ngày trước, các tỉnh Trung Trung Bộ từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục ít mưa. Ban ngày thì trời giảm mây hửng nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 22-24 độ. Phần còn lại tại khu vực Nam Trung Bộ nên nhiệt độ tăng dần, song vẫn ở mức mát mẻ, đó là từ 26-30 độ cho các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận. Mặc dù nằm ở rìa xa phía nam của khối không khí lạnh, tuy nhiên thì với tác động của địa hình kết hợp cùng với quá trình phát xạ về đêm và sáng, nên thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ không mưa. Trời duy trì rét sâu tại vùng cao nguyên khi mà nhiệt độ về đêm và sáng chỉ ở mức là 11-14 độ. Và se lạnh tại hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ với nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ ở khoảng là 17-19 độ. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh mạnh ở miền Bắc đã khuếch tán cả xuống các tỉnh Nam Bộ. Đây sẽ là một cảm nhận ít thấy về thời tiết của người dân phương Nam. Tuy nhiên, thì ban ngày, khu vực này trời có nắng nhẹ và nhiệt độ sẽ tăng lên ở mức đó là từ 25-28 độ tại Tây Nguyên và từ 29-31 độ tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên là ở vùng biển từ Khánh Hòa cho đến Cà Mau và khu vực phía tây của quần đảo Trường Sa thì sẽ có gió đông bắc mạnh ở mức là cấp 6, có lúc là cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển sẽ cao từ 2-4 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2. Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông bao gồm có cả vùng biển của quần đảo Trường Sa thì sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và cả hiện tượng gió giật mạnh. Như vậy là trong ngày hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ thì trời không mưa, rét buốt vào đêm và sáng, ngày thì khô hanh. Khu vực miền Trung ít mưa, phía Bắc thì trời rét, khu vực Trung Trung Bộ trời lạnh, các tỉnh Nam Trung Bộ thì ngày trời có nắng. Tương tự, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thì trời không mưa và ngày cũng có nắng. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 16 tháng 1 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc mới thật may mắn và hiệu quả.